Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe MPV 7 chỗ ngồi số tự động quý vị và các bạn nhé. Có thể nói đây là một chiếc xe thuộc hàng siêu hiếm rồi quý vị các bạn ạ. Đời thì rất sâu nhưng mà lại rất là mới các bạn nhé. Đấy, đây chính là chiếc xe Mazda Premacy. Chiếc xe được sản xuất năm 2004, đăng ký tên tư nhân, biển là Sài Gòn các bạn nhé. Chiếc xe này là chúng tôi vừa mới mua được từ trong Sài Gòn ra đây ạ. Chuyển xe lồng ra thì vừa mới ra cái là tôi quay luôn cho quý vị các bạn xem đây nhé. Một chiếc xe rất là mới, rất là đẹp, vừa mới ở xe lồng chuyển ra là tôi quay luôn đây ạ. Còn chưa có rửa, chưa có dọn dẹp gì đâu các bạn nhé. Lát nữa thì tôi sẽ bắt đầu cho anh em dọn rửa là chụp ảnh đăng chiếc xe này, nhưng tôi cứ quay giới thiệu cho quý vị các bạn xem thêm đã. Đấy, đây là cái phần đầu này, cụm đèn rất là mới luôn. Đấy, đèn pha của bạn xem này, từ 2004 đến bây giờ đúng 20 tuổi rồi các bạn ạ. Chiếc xe đúng 20 tuổi rồi các bạn nhé, mà mới lăn bánh chưa đến 10 vạn km ạ, chính xác là 9 vạn 9 km các bạn ạ. Rất là mới, rất là đẹp này. Bên ngoài chiếc xe này thì bên ngoài cũng chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả này. Bên nội thất thì nội thất nguyên bản, ghế nỉ này, rất là đẹp luôn đấy các bạn xem này. Đấy, có thể nói là hàng hiếm có trên thị trường quý vị các bạn nhé. Toàn bộ từ nội thất này, vô lăng cần số này, các thứ này đều rất là đẹp, rất là mới luôn các bạn ạ. Đã có màn hình Android rồi, ghế nỉ nguyên bản của xe đây. Đấy, chiếc xe này mua được của một bác chủ xe, đúng là hàng sưu tầm luôn quý vị các bạn nhé. Rất là đẹp đấy ạ. Đấy, rất là mới luôn, chưa có dọn dẹp gì cả đâu. Vừa với mua về là tôi quay luôn cho quý vị các bạn cùng xem đấy ạ. Nội thất từ táp bi cánh cửa này, tất cả là đều còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Từ táp bi cánh cửa cũng là nỉ này, ghế nỉ này. Đấy, nội thất hàng ghế sau này. Đấy, xe thì cũng đã được bác chủ lắp thêm cả màn hình sau, 3 màn hình luôn các bạn nhé. Và đây, trần cũng đều rất là đẹp, rất là mới luôn các bạn ạ. Chưa dọn dẹp, chưa rửa ráy gì mà chiếc xe đã đẹp, đã mới như này rồi đây các bạn xem này. Đấy, phải nói là hàng đẹp và hiếm có trên thị trường quý vị và các bạn nhé. Đấy, bên ngoài thì không phải sơn, bên trong thì không có phải dọn dẹp gì cả các bạn ạ. Toàn bộ những cái cụm đèn này đều rất là mới. Nếu như ai mà nhìn lại tưởng là xe chúng tôi mua về thay sửa hết rồi các bạn nhé. Đấy, vừa mua về chưa làm gì đâu ạ. Đấy, tất cả từ nội thất này còn nguyên bản này, ốc các thứ là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả này. Tất cả những cái ốc bản lề cánh cửa, keo chỉ cánh cửa này, ốc cốp sau này đều còn nguyên bản hết luôn các bạn ạ. Chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả này. Tất cả đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Có thể nói là hàng hiếm có trên thị trường. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda Premacy sản xuất năm 2004 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi video để tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn xem về chiếc xe cực chất này quý vị và các bạn nhé. Mazda Premacy là chiếc xe được sản xuất và được thiết kế với 7 chỗ ngồi quý vị và các bạn nhé. Đấy, toàn bộ từ táp bi cánh cửa này cho đến táp lô keo chỉ của táp bi, táp lô đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, vô lăng cần số các bạn xem này ạ. Cái vô lăng rất là đẹp luôn. Lát nữa thì tôi sẽ cho bóc cái vô lăng này ra dọn dẹp. Đấy, đẹp như này các bạn xem này. Đấy, một chiếc xe phải nói là hiếm có trên thị trường các bạn nhé. Với đồng hồ công tơ mét có 9 vạn 9 thôi. Đấy, thực sự là một hàng siêu tầm của bác chủ xe các bạn ạ. Đấy, phải nói là đi ít giữ gìn thì nó mới được đẹp, mới mới như này các bạn ạ. Có thể nói là hàng hiếm có trên thị trường các bạn ạ. Trên thị trường tìm những chiếc xe Mazda Premacy này thì không có
cũng không phải là hiếm các bạn ạ, cũng rất là nhiều thôi. Nhưng mà để có một chiếc xe đẹp này thì thực sự là có 102 trên thị trường, quý vị các bạn nhé. Anh em chia sẻ là ở Hải Dương đang có một chiếc xe cũng được xếp vào hàng đẹp như chiếc xe này. Thì anh em đang bán, chủ xe đang bán, đúng nghĩa là chiếc xe vẫn đang ở chủ xe đi. Chủ xe đang bán với giá là 280 triệu cơ. Đấy là chia sẻ của anh em thôi các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi về là chúng tôi để dọn dẹp đã, xong chúng tôi sẽ cân nhắc về cái giá chiếc xe này bán ra trên thị trường quý vị các bạn nhé. Loanh quanh khoảng 200 triệu đồng thì quý vị và các bạn đã được sở hữu chiếc xe Mazda Premacy siêu hiếm siêu cọp này quý bạn nhé. Đấy, quý bạn xem đây ạ, động cơ này từ 2004, chính xác là 20 tuổi chiếc xe rồi, chạy 9.9 thôi, tất cả là còn nguyên bản và còn rất là đẹp đấy ạ. Đấy, động cơ rất là đẹp luôn các bạn nhé, khô, máy móc khô luôn, chưa có dọn dẹp gì cả. Đấy, đều rất là mới, rất đẹp này. Keo chỉ cabo còn nguyên bản này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả đâu các bạn nhé. Đấy là phần đầu, đây là cái phần cabo của chiếc xe đây các bạn này. Rất là đẹp luôn, quý vị và các bạn này. Đi tìm những chiếc xe mà đời sâu, đời cổ, mà chạy ít mà còn nguyên bản như chiếc xe này thì thực sự là hiếm có trên thị trường các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn này. Toàn bộ về chiếc xe còn nguyên bản và rất đẹp luôn các bạn nhé. Máy móc thì chắc chắn là chiếc xe này thì không phải dọn về phần động cơ rồi, để cho nó nguyên bản thôi. Có chăng thì cũng là chỉ rửa ráy và hút bụi thôi, không có phải dọn dẹp gì nhiều đâu quý vị các bạn ạ. Rất là đẹp. Và biển số của chiếc xe này thì chúng tôi mua là đăng ký trong Sài Gòn các bạn nhé. Biển số Sài Gòn. Thủ tục thì bây giờ cũng rất là đơn giản thôi. Định từ cái lúc định danh biển số đến bây giờ thì tất cả những chiếc xe mua đâu cũng vậy, đều phải thu hồi, làm thủ tục gọi là rút hồ sơ đấy ạ. Ngày xưa thì gọi là rút hồ sơ, bây giờ thì gọi là thu hồi đăng ký và biển số. Cái việc này thì chúng tôi làm cũng rất là đơn giản thôi. Thu hồi đăng ký biển số thì rất đơn giản các bạn nhé. Quý vị các bạn nào bây giờ là mua chiếc xe này xong là về sang tên cũng đơn giản thôi. Chúng tôi sẽ làm thủ tục rút hồ sơ cho quý vị và các bạn. Đấy. Một chiếc xe Mazda Premacy đều rất là đẹp, rất là mới như này, hiếm có trên thị trường luôn quý vị các bạn nhé. Chiếc xe này là màu xanh luôn các bạn nhé, màu xanh nhạt quý vị và các bạn ạ. Đấy, chiếc xe này là nếu như nhìn qua thì giống giống màu bạc, nhưng thực tế ra nó là màu xanh nhạt luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, và bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu cho anh em rửa ráy và dọn dẹp chiếc xe này đi. Đấy, bây giờ thì tôi sẽ cho anh em dọn dẹp rửa ráy chiếc xe này đi nhé. Các bạn xem này, nhìn về cái phần đầu, vừa mới rửa qua nước đi thôi, còn chưa lau mà nó đã đẹp như này đấy ạ. Từ cụm đèn pha, đấy, cụm đèn pha đều mới như này. Cụm đèn này là cũng còn nguyên bản đấy các bạn nhé. Nhiều chiếc xe đời 20 mấy chưa chắc đã đẹp bằng chiếc xe này đâu. Đấy, 2004, 20 tuổi rồi mà đẹp mà mới như này đây các bạn này. Đấy, anh em cũng đang rửa ráy và hút bụi thôi, chứ chiếc xe này thì không có phải dọn dẹp gì nhiều đâu các bạn ạ. Đấy, toàn bộ về cái phần bên ngoài, không cần phải đánh bóng luôn các bạn nhé. Đấy, chỉ có rửa bên ngoài đi mà nó đã đẹp như này rồi, không có xước xát gì cả, vì bác xe đi lại ít và lại giữ gìn. Đấy, toàn bộ về anh em đang hút bụi đây, toàn bộ nội thất này đều rất đẹp này. Quý vị các bạn xem là cái phần vô lăng. Đấy, vô lăng là tôi bóc cái bọc của vô lăng ra mà nó đẹp, nó mới như này các bạn xem này. Những chiếc xe được sản xuất từ đời ngày xưa, được sử dụng với chất liệu rất là bền, nó khác với những chiếc xe bây giờ các bạn nhé. Bây giờ sử dụng chất liệu không được bền như ngày xưa đâu. Ngày xưa toàn sử dụng những chất liệu rất là bền, cho nên là đi giữ gìn vào thì nó mới là đẹp như này các bạn này. Đấy, anh em chỉ việc có rửa hút bụi là tôi sẽ chụp ảnh đăng bán rồi các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda Premacy sản xuất năm 2004, chạy 9.9 km này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.